Thế thế có thằng nào ngoài đấy không? Không à? Cẩn thận không nào, chúng nó bị cắn đấy. Có hai đứa đang trông. À ok ok. Bọn này nó thấy cá sấu đâu này? Bọn này nó thấy cá sấu này. Đâu? À kia kia. Chúng nó đứng trông à? Đâu? Chúng mày à, ở dưới rồi ok. Thế bây giờ em từ từ em nói lại xem nào. Em đang chơi chỗ tìm ngoài kia. Ừ. Thấy con có một con cá sấu đang ở đấy. Cá sấu á? Thế quê mình móc ra cá sấu nhỉ? Không biết. Thế em về đây em bảo anh ra bắt chứ em không dám bắt. À, tôi có to nó to như nào? Nó to bằng ba đốt tay này. Ba đốt tay á? Cẩn thận không, cá sấu ở đâu nó sống ấy. Đi. Em tắt cho anh cái nước ấy. Kia. Đang tới cây. Đi. Đi giờ. Đi. Ok đấy. Rồi, chuồng chó rốt rồi. Đi. Thế có thằng nào ngoài đấy không? Không à? Cẩn thận không nào, chúng nó bị cắn đấy. Có hai đứa đang trông. À ok. Có cái gì đấy anh ơi? Bọn này nó thấy cá sấu đâu này? Bọn này nó thấy cá sấu này. Đâu? À kia. Chúng nó đứng trông à? Bảo chúng nó đừng động vào không là chẳng may nó cắn đấy. Sao lại ở đây lại có cá sấu nữa nhờ? Đâu? Chúng mày ở dưới rồi ok. Ô đây này. Anh tưởng là nó ở trên thì chúng mày động vào chúng mày nó cắn cho đi. À con này con nhỏ không sợ. Ô sao ở đây lại có cá sấu nhỉ? Ôi. Chúng mày có đập nó không đấy? Không đập đúng không? Ok. Để bắt sống cho mọi người xem chứ đập chết thì nó không hay. Nó vô nghĩa. Đâu, sống thật à? Ôi con này sống thật này, mở mắt vẫn mở này. Ôi, măng này mới vào khả năng là nó xuống, nó lên từ cái chỗ máng to đây này. Trên này nó có một cái máng to, đây chỗ này này. Khả năng nó lên ở đấy, kiểu như là người ta cải tạo xong là kiểu như là nó mất, kiểu động vào tổ của nó đấy, động vào chỗ ở của nó thì nó sống ở đây. Con này một này, con này là khả năng là sống rồi. Nhà nào nuôi hoặc là nhà nào nuôi cảnh xong đến lúc to quá không nuôi nữa là thả ra ngoài. Hôm vừa rồi công ty bố anh cũng bắt được một con nhưng mà nó to hơn nữa, nó to phải bắp bằng bắp đùi thằng kia kìa đấy. Ôi nhưng mà hình như chết rồi mà vừa thêm sống mắt vẫn mở đây. Ui con này ui ghê kinh rồi, sờ tay vào kinh lắm mấy bạn. Không nhảy xuống gì đấy, chẳng may em mà ví dụ mà nó điên lên nó chạy thì còn có người tranh. Không được, đứng đây. Được. Đây này anh em ơi. Ui cái bụng nó này em nhìn này, cái bụng nó này. Con này mở nó khập là đau lắm đấy, cái răng nó này. Ơi ui. Có nghe tiếng gì không? Đây lắm. Không, tiếng xì xì ấy. Cái... tiếng xì xì ấy, long, đứng đây. Thật. Khôi nghe thấy tiếng gì không? Tiếng xì xì ấy. Đây này anh ơi. Đấy. Ui nó xì xì, sao con này nó lại kêu xì xì nhỉ? Nhỉ? Đây, nhặt ra đây nhé. Đây. Ui, nó mở. Ui. Ui, nó mở mồm thật này. Đây. Ui. Ui ớn đấy nhỉ, sởi lên cả da gà anh em ơi. Đấy, ui. Ôi thế này. Thế này anh em mình bắt để nuôi đi. Bắt để nuôi sau này to thế đi. Con này khả năng là anh nghĩ là nhà nào nuôi cá sấu ở bên Kim Đôi xong là sống. Kiểu như là nó sống chuồng ra đây hoặc là nhà nào kiểu nuôi nuôi cảnh ấy. Hiểu không?
nuôi cảnh xong là kiểu không, to quá không nuôi được nữa thì thả ra môi trường, thế bây giờ là nó sống ở đây. Khả năng nó sống từ dưới cái máng máng sâu dưới kia xong nó sống lên đây này. Hành khô nó bò lên nó đi kiếm thức ăn đây này. Đây này. Nó kêu kiểu gì ấy? Ôi. Ôi, nhìn này. Em lần đầu tiên anh thấy thấy cá sấu đấy. Đấy đấy. Đấy 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 đấy. Nó kêu kiểu gì ấy nhỉ? Nhá. Ôi. Ôi. Ôi được 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 được. Đấy, ui nó bò. Nhưng con này bò không nhanh nhỉ? Đấy 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 đấy. Anh mày buồn cùng với anh. Anh mạnh cho em hỏi anh có về. Ui 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 ui. Cẩn thận không nó cắn cắn tay. Ui cái răng này. Ui nhìn này. Ui ui. Sợ không? Long long cẩn thận không nó cắn đấy. Cẩn thận nó ngoạp chân nó cắn đấy. Con này răng nó sắc này cơ mà. Răng nó sắc. Đây này. Bây giờ nhìn cái răng nó sắc chưa? Ui sắc thế. Đi ngủ, răng nó sắc đi ngủ. Cắn cắn vào tay chảy máu lâu rồi. Con này về chứ nếu mà nuôi là phải phải làm chuồng cho nó ăn hoai chứ không nó sống ra ngoài nó cắn đấy. Ui. Ui lần đầu tiên anh thấy cá sấu sống luôn đấy. Nhờ. Đâu ở đâu ra nó bò đấy nó nằm xong bọn này nó chơi chú trốn tìm nó ra để chơi xong rồi nhìn thấy này. Để anh cầm lên để cho mọi người xem cái răng nhá. Đấy cái răng này. Răng sắc chưa? Đây, cầm đây, cầm lên đây, cầm lên đây. Khô đi ra, đi ra. Đấy. Đấy cái răng nó này. Con này khả năng là con này mới nở hay là gì nhỉ? Hay là cá cảnh nhỉ? Đang ao bèo lên đấy. Ừ. Cái ao bèo kìa, cái hố bèo kìa. Thì đấy em đang bảo là nó ở cái hố bèo đấy nó lên đấy. Con này chắc là nhà nào sống chuồng rồi. Mày chú lên cứ dành bắt đồng con này này. À cũng anh cũng bắt được ở đây rồi á. Ừ. À rồi rồi. Thế bảo sao? Ui nhìn to phết này. Ui long cẩn thận nó cắn đi. Cắn đây long ạ. À. Tôi nhìn cái răng nó sắc thế này thì thò đi. không để ý nhiên thò ngón tay vào nghịch chứ. Đưa mượn một cái cành cây này để anh cắn xem nào. Đây. Đây. Nó kêu cái gì như kiểu con cún con nhỉ? Nhỉ? Cẩn thận nó khạp cho phát đấy. Ấy nó cứ kiểu ý ứ xong rồi nó phải khè khè cơ. Con này là sấu thịt rồi, con này con này nuôi được bao con. Cá sấu thịt á, chứ không phải cá sấu cảnh à. Con này là cá sấu thịt đấy. À. Đây để ra chỗ này dễ nhìn hơn này. Này sấu thịt. Tức là nó giống này là giống cá sấu thịt đúng không? Đúng rồi, nuôi này sẽ to đấy. Nuôi con này sẽ thịt làm sao nuôi được. Long lì nha. Đấy. Thế anh em mình bắt về đi. Bắt về như nuôi nhà ai? Bỏ ao nuôi. Bỏ sao mất đấy. Bỏ sao nó bỏ mất nhỉ? Đây. Nó cứ kêu kiểu như con cún con đấy nhỉ? Đây này anh em ơi. Hay đẻ trứng. Con này cũng không phải là cá sấu cảnh đâu. Cá sấu cảnh nhỏ hơn nhiều nhỉ? Đẻ trứng à? Con này là con sấu này. Sấu cảnh là nó sẽ. Cái đuôi này nó không có cái vi này. À. Con này là bọn sấu thịt. Chắc nhà ai nuôi bị sống rồi thôi. Ừ, thế. Ôi nó bò này. Nó cắn nhờ. Ôi cặp cái đầu nó giận ra gáy lắm anh nhớ. Cái nó cứ khi này, đây. Yêu cầm nó cứ sần sùi giận hết cả da gáy này. Nhìn này. Ui, nhìn này. Đi bây giờ cầm về, đi. Anh em ơi, bây giờ là anh em mình cầm về để nuôi nhá. Kiếm cái thùng xốp bằng to nuôi. Nuôi xong là sau này xem to nếu được to thì thịt. Con này theo như anh Nghĩa bảo là con này là con cá thịt đúng không? Cá thịt, con này là con thịt. Em cứ nghĩ là đây là cá thịt chứ nếu một cá cảnh nó phải màu khác cơ. Cá cảnh nó phải màu kiểu vàng một tí xong là nó kiểu nhiều màu sắc một tí ấy. Nó khắp đây. Để chỗ này không răng này. Đây chờ. Đấy. Đây. Cái này chắc là nó không bò ra đâu nhỉ? Cái vảy nó này cứng không? Mình phải cầm ở đầu này, nhỡ chẳng may mà nó khọp thì là nó không khọp vào tay mình. Chứ cầm đuôi là nó sẽ khọp lên tay mình ấy. Cầm đuôi nó sẽ vòng lên nó khọp vào trúng tay mình ấy. Đây này anh em nhìn này. Đó, cái vảy này. Kinh không? Rồi nó khọp cho phát đấy.
Đấy, con này mỗi khi nó thở là nó kiểu nó phì ra rất là ghê anh em ạ. Đây đây, cái chỗ này không có răng này, anh sẽ cậy ra cho mọi người xem cái răng của nó nhé. Đây này. Đấy, đây này. Kinh nhiều, cái răng nó này. Răng nó rất là sắc. Ui ghê. Hú hồn anh em ạ. Ok em nhá, bây giờ là mình sẽ ăn. Long ơi, lấy cái vòi nước ra đây để xả nước vào đây để cho nó sẽ nó bơi xem nào. Rồi, tắt đi. Rồi, thế thôi. Xả tầm này thôi để xem nào. Con này chắc lâu không được cấm nước, người nó phành phành lên này. Này. Nhá. Đấy. Em ơi, thì là hôm nay mình đang ngồi tưới cây thì tự nhiên là mấy thằng em này nó về nó báo là có cá sấu, thế nên mình chạy ra thì đúng cá sấu thật, mình đầu tiên mình tưởng chúng nó chôn mình cơ. Đấy, nhưng mà đây đúng cá sấu thật. Cái này khả năng là cá sấu mà cái con này nó bị sống ở nhà nào đi ra, xong là nó ở dưới cái thùng muống nó lên cái chỗ mà máng mới đào ấy. Đó, ok, thì là khả năng là con này bọn mình sẽ nuôi nhá. Thì ở video sau thì bọn mình khả năng sẽ cần làm nhà cho nó nhỉ. Làm một cái nhà cho nó để xem sao nó nuôi sau này lớn. Xong là lớn xong là thịt. Ok em nhá, thì đây là một chút chia sẻ thôi. Nhưng mà anh em nếu mà gặp những con này anh em phải tránh xa nhá. Như thằng này nếu mà phát gửi mà không biết mà ví dụ bọn nhảy xuống mà nó giữ là nó cắn đấy. Nhưng may mà mấy thằng này khôn nó chỉ đứng ở trên thôi. Ok, thì là hẹn em video lần sau nhá. Thì bây giờ là mình sẽ thả đây ngâm nó để xem nó bơi nào. Nhưng chắc là nó cũng không biết có sống được không, tại bởi mình sợ mình bóp cổ nó cầm về đây. Bóp hơi mạnh. Ok nhá, hẹn em video lần sau, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Ok. Con này cứ cầm đằng đuôi này là không sợ cắn đâu. Nhưng mà ngón tay mà cứ lảng vảng trước hai coi con mắt này của nó phờ đấy. Tức là mắt của nó hai bên này, hiểu không? Thì mình sẽ cầm trước, cầm sau này, cầm trước. Đấy thì được, chứ còn nếu mà tay mình mà thò ngay bên này là nó nhìn thấy này, thấy chưa? Nhìn thấy này. Tại vì mắt của nó là hai bên mà. Đấy, mình cứ thò từ hai bên này vào là nó khập. Nhưng mà mình cứ thò từ dưới này lên trên là không bao giờ bị khập, tại vì mắt là nó không nhìn được đằng sau lưng, hiểu không? Ấy ui, giật hết cả mình.